Một đám côn đồ vừa cướp xong một chiếc xe vận chuyển tiền mặt đang nhanh chóng chạy thoát. Nhưng trên đường đi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang ép chiếc xe dừng lại. Hai tên cướp nhìn nhau bối rối, sau đó đạp mạnh chân ga lao về phía trước. Nhưng người đàn ông kia lại không né tránh, ngược lại còn lao thẳng về phía chiếc xe. Khi sắp chuẩn bị va chạm với chiếc xe, người đàn ông nhanh chóng đã nấp sang một bên. Chiếc xe bay sang bên đường tan nát ra từng mảnh. Đám cướp trên xe nhảy xuống bao vây người đàn ông. Người đàn ông không một chút hoang mang, anh nắm chặt tay sau đó. Người đàn ông siêu ngầu này tên Danny, anh ta là một tỷ phú giàu có. Hiện tại bây giờ anh đang ở cùng cô bạn gái trong một căn nhà sơ sài và gánh vác trọng trách bảo vệ thành phố. Trong căn nhà đã được lắp đặt hệ thống camera, mọi ngóc ngách của thành phố lúc này đều có thể nhìn rõ mồn một. Nơi nào có tội phạm là nơi đó có anh. Bên ngoài Danny chỉ nhận là một người vận chuyển nhà thuê, thật ra là để thuận tiện cho việc thăm dò thông tin. Mà gần đây trong thành phố lại xuất hiện hai băng đảng lớn, băng đảng Hổ Vàng và băng đảng Búa Rìu. Hai băng đảng luôn đối đầu nhau kịch liệt. Tối hôm qua xe vận chuyển tiền của băng đảng Hổ Vàng đã bị băng đảng Búa Rìu cướp. Lúc này Danny nhận được một cuộc điện thoại, anh được mời tới để tham gia một buổi hội nghị. Khi anh đi đến vị trí đã hẹn, không ngờ rằng lại gặp được Út ở đây. Hóa ra Út cũng nhận được lời mời. Đi đến cửa phòng hội nghị, Danny vẫn cho rằng hội nghị này do Út mở ra, nhưng thật bất ngờ rằng người mở cửa lại là Joy. Hai người vô cùng ngạc nhiên. Joy trở về rồi. Sau khi Harold qua đời, Joy vô cùng hận Út, bởi vì sự việc của cha mà Út đã lừa dối cô 13 năm, mà cha không dễ dàng mới có thể quay về thì lại cướp mất ông đi. Joy đau buồn sau đó đã biến mất mấy tháng qua, mà lần này Joy quay lại chính là muốn lấy cổ phần công ty thuộc về mình. Út phẫn nộ quyết đoán từ chối yêu cầu của Joy, nhưng Danny lại cảm thấy đây là tự do của Joy. Anh đã nhanh chóng ký vào hợp đồng. Út nói hai người bị điên rồi, sau đó anh ta tức giận rời đi. Buổi tối khi Danny quay trở về nhà, anh phát hiện một chiếc hộp đặc biệt. Colin nói với anh đây là chiếc hộp được lấy từ trung tâm từ thiện. Nhìn qua thì chiếc hộp này giống với kỷ vật gia truyền, mà ký hiệu trên chiếc hộp chính là ký hiệu của gia tộc lớn. Nhưng vì sao lại xuất hiện thì cô cũng không rõ. Nhưng cô có biết một ông chủ của một nhà hàng có thể sẽ biết. Vì muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra nên hai người đã đi đến nhà hàng. Họ cùng ăn một bữa ăn đơn giản, đồng thời cũng không quên theo dõi mọi thứ xung quanh. Nhưng lúc này bất ngờ một đám côn đồ đã đi đến. Chúng lao tới đập phá trong nhà bếp. Danny và Colin nhanh chóng đi đến ngăn lại. Colin dùng lời ngon ngọt nhẹ nhàng khuyên chúng rời đi. Nhưng tên côn đồ không hề biết lễ phép mà vẫn muốn làm loạn. Colin lập tức một đạp, đạp hắn ta ngã rúi rụi xuống đất. Những tên khác thấy vậy liền rút vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chính lúc này Danny nhìn thấy người của đảng Hổ Vàng xuất hiện. Anh vội vàng đi ra để ngăn họ lại, giúp Colin trong nhà bếp có thể dạy dỗ những tên côn đồ kia. Tiếng đánh nhau trong nhà bếp đã thu hút sự chú ý của tên lão đại. Anh ta muốn đi vào xem nhưng đã bị Danny ngăn lại. Lão đại không nhẫn nhịn nữa, anh ta rút dao ra cảnh cáo Danny lập tức tránh đường. Nhưng không ngờ hắn lại bị Danny hất tay, con dao bay thẳng vào tường. Tên lão đại chết lặng. Anh ta vẫn muốn ra tay nhưng đã bị Danny cho một đấm, đấm thẳng vào mặt khiến hắn ta bay xa 10 mét. Hai tên thuộc hạ bên cạnh thấy vậy liền rút dao ra, lao tới điên cuồng tấn công Danny. Nhưng đối với Danny mà nói đây chỉ là màn chơi đùa mà thôi. Chỉ 2-3 chiêu anh đã xử lý hết bọn chúng. Lão đại nhân cơ hội đó đứng lên cắn trộm Danny. Ba người thay nhau tấn công anh, một tên thuộc hạ còn lấy bình hoa đập vào đầu anh. Điều này đã khiến Danny nổi điên thật rồi. Anh chuẩn bị dùng nắm đấm sắp tiễn hắn ta về chầu trời. Nhưng may Colin kịp thời đã tới ngăn anh lại. Lúc này quả thật lời vợ nói vẫn là hữu nghiệm. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Nhưng giữa đường họ lại gặp người anh em đã lâu không gặp, Paul. Paul nói muốn tìm Danny nói chuyện. Hai người đi đến bên sông. Bởi vì chuyện của bang phái Côn Lôn nên đã cãi nhau. Hai người lúc này đã cãi vã và xảy ra xung đột. Paul nói với Danny anh luôn là kẻ yếu đuối. Nếu không có sự giúp đỡ của cha tôi thì anh căn bản không có cơ hội thắng được tôi. Và chưa chắc đã có tư cách kế thừa nắm đấm sắt. Danny nói rằng điều đó không phải sự thật. Bản thân Paul cũng biết điều đó mà. Paul nói sau khi Danny có được tất cả thì anh lại bỏ đi, chạy theo quyền lợi và tiền của. Danny nói tất cả là vì gia đình nên mới trở về. Vậy nhưng khi Paul tìm đến anh thì chỉ nhìn thấy anh là một kẻ yếu đuối, luôn chạy theo một cô gái điếm của hội bàn tay. Danny nghe thấy vậy đã phẫn nộ rồi. Anh nói tôi thì được nhưng động đến vợ tôi thì không. Hai người đã đánh nhau một trận. Cuối cùng sau đó họ cũng đã bình tĩnh trở lại và cùng nói chuyện. Paul từ đầu đến cuối vẫn không phục chuyện Danny kế thừa nắm đấm sắt. Anh ta cho rằng mình mới là chủ nhân của nắm đấm sắt. Anh ta muốn Danny trả lại cho mình. Nhưng Danny lại nói đối với nắm đấm sắt mà nói, gánh vác nó chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi. Paul căm hờn nhìn Danny, hai huynh đệ đoạn tuyệt từ đây. Danny nhìn bóng dáng Paul rời đi, anh có rất nhiều điều không thể nói cùng với sự đau xót. Anh một mình đi xuống tầng hầm, đấm liên tục vào cửa sắt để chút cơn bực tức trong lòng. Mà một bên Paul đi đến một khách sạn, không ngờ rằng người anh ta gặp mặt lại chính là Joy. Joy nói rằng từ khi Danny bước vào cuộc sống của cô, anh ta đã hủy hoại tất cả cuộc sống tốt đẹp. Joy muốn anh ta phải nếm trải mùi vị đau khổ này. Paul nói với Joy rằng sẽ tự tay dạy dỗ anh ta. Tập 1 của phần 2 xin khép lại tại đây. Bấm theo dõi kênh đón xem tập tiếp theo nha các bạn.